thông báo với cô chú và các anh chị là buổi sáng nay chúng ta sẽ thảo luận với nhau về cơ chế của bệnh béo phì đúng không ạ? Vậy thì bây giờ mọi người có thể chia sẻ trên ô chat nhé. Mọi người chia sẻ trên ô chat giúp em là mọi người đã từng có cái giai đoạn nào ấy mình đã bị lên cân chưa? Hoặc là trong mối quan hệ của mọi người có ai đã từng trong mối quan hệ của mọi người có những người béo phì, người comment vào ô chat cho em nhé. Có thể là mọi người cũng có thể là những người xung quanh. Bản thân em thì em đã có một cái giai đoạn em thừa cân rất nhiều, không bao giờ nghĩ là em sẽ thừa cân đâu, tại vì là trước giờ người em nó cũng vừa phải thôi, nhưng mà đến cái thời gian mà em bầu bí rồi sinh con xong ấy, đặc biệt là sinh con xong bầu thì em không lên cân nhiều lắm, với cả cũng xác định là có em bé vào thì chắc chắn là mình phải nặng hơn so với bình thường rồi, nhưng mà sau khi mà em bé ra rồi thì em vẫn mập mập thù lù luôn, sinh xong 3 tháng rồi còn trông như kiểu vẫn đang bầu 7 7 7 8 tháng á. Không nhận ra luôn á mọi người ạ. Một lát nữa em sẽ chia sẻ cho mọi người cái hình ảnh đó. Rất là nhiều người cũng cũng có giai đoạn mập cân này này, em thì em mập tức là cân cân vừa phải của em là khoảng tầm 45 cân, 44 45 cân á. Thì cái giai đoạn em mập là lên tới 53 54 cân, tức là dư những 10 cân đấy mọi người ạ. Cảm giác như là cổ rồi mặt ấy, rồi người nó béo tròn béo trục ra rồi là mặc quần áo không vừa luôn. Nên là em cũng rất là đồng cảm với những người mà đang đang thừa cân, cảm giác người cứ nặng nề ấy, nặng nề và trông không nhận ra mình nữa. Không nhận ra mình nữa. Cổ thì rất là nhiều ngấn. May mắn là khi mà làm công việc kinh doanh này thì em đã hiểu vì sao mà mình thừa cân và vì sao mà những người khác lại bị thừa cân á. Ok, thì bây giờ cô chú anh chị rồi nhà mình cùng nhau tìm hiểu xem là vì sao mà chúng ta lại bị dư cân nhá. Và giải pháp cho cái vấn đề thừa cân này là như thế nào? Có những giải pháp gì và giải pháp nào là hợp lý nhất? Thì em xin phép là hôm nay chúng ta cùng đọc ở sách để một lần nữa chúng ta thấy rằng là những cái thông tin mà chúng ta tìm hiểu rất là uy tín được không ạ? Đây là cuốn sách Y học dinh dưỡng bí truyền của giáo sư bác sĩ Vương Đào mọi người nhé. Là file mềm. Rồi chúng ta bắt đầu nha mọi người. Đây là ở trang 56, mọi người có thể mở sách ra đọc cùng em nhé. Chuyển hóa chất béo này. Gan là nơi chuyển hóa chất béo của cơ thể. Chất béo thì từ thức ăn sẽ được phân giải trong ruột non thành glycerin và axit béo để hấp thu. Sau khi mà đi vào cơ thể thì các tế bào gan lại tổng hợp thành chyliceridin cũng là chất béo. Sau đó sẽ được đưa ra khỏi gan dưới dạng lipoprotein và tích dưới da. Khi mà cơ thể sản sinh lượng chất béo vừa phải và hợp lý thì chất béo sẽ được đưa vào nơi hợp lý, ví dụ như là tuyến sữa, vùng mông, đùi trong. Nhưng nếu mà chất béo mà quá nhiều ấy, không còn chỗ để chứa, lúc đó chất béo sẽ tích ở đâu thì ở đó sẽ bị béo. Ví dụ như là phần da dưới bụng ấy, có không gian rất là rộng rãi để hầu như là chất béo dư thừa sẽ tích tụ ở khu vực này. Cho nên là mọi người thấy là rất là nhiều người mà dư chất béo là sẽ tích tích tụ ở vòng 2 ấy. Nên là béo béo phì, béo ở cái vòng 2. Đấy, hay là có những người đùi rất to và bắp tay rất là to, bởi vì ở đây thì cái vùng da nó nhiều nên là chất béo nó dễ tích tụ ở đây. Vậy thì béo phì và giảm cân khoa học thì sẽ là như thế nào? Rất là nhiều người ghét mỡ vì mỡ làm mất đi vóc dáng và đường cong quyến rũ của cơ thể, khiến nhiều người mất tự tin và đau khổ. Việc giảm béo đã trở thành việc lớn trong đời và rất là nhiều người, với rất là nhiều người. Nhưng mà thực tế thì chất béo lại rất là quan trọng với cơ thể.
trước khi mà chúng ta muốn bỏ nó đi đúng không, thì chúng ta phải cũng phải hiểu được cái nó cũng phải có một cái tác dụng gì đấy. Trong số đó thì quan trọng nhất là chất béo góp phần tích trữ năng lượng mọi người nhá, không hẳn là nó không tốt, mà nó tốt ở cái việc đấy là tích trữ năng lượng này và giúp cho kho năng lượng của cơ thể. Khi mà nó là kho năng lượng của cơ thể, khi mà cơ thể cần chất béo để cung cấp năng lượng ấy, thì lớp mỡ dưới da sẽ được sử dụng trước. Chất béo dưới da thông qua lipoprotein sẽ được chuyển đến gan, sau đó thì được đốt cháy để tạo năng lượng tại gan. Có thể thấy rất rõ là gan chính là trung tâm chuyển hóa chất béo. Mọi người ghi nhớ điều này nhé. Khi mà gan bị tổn thương do uống rượu này, hút thuốc, thức đêm khiến hao hụt đi nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là thiếu vitamin nhóm B, khi đó thì chức năng chuyển hóa chất béo tại gan sẽ bị giảm sút, cơ thể sử dụng chất béo gặp khó khăn nên chất béo bị tích lại trong các tế bào gan, dẫn đến gan bị nhiễm mỡ. Đó. Đồng thời thì chất béo trong gan không được sử dụng hết, sẽ tích trữ trong cơ thể khiến vóc dáng béo phì và huyết áp cao. Như vậy mọi người có thể thấy là nguyên nhân bị béo phì là do đâu ạ? Phần lớn là mọi người sẽ tập trung vào việc đấy là béo phì do ăn nhiều đúng không ạ? Nhiều người cứ đổ cho là do mình ăn nhiều, sau đó thì họ ăn ít lại thì vẫn béo. Một số người cứ thắc mắc là sao mình ăn ít hơn cả cái người bên cạnh, mà người bên cạnh thì không béo mà mình thì béo đúng không ạ? Mọi người bây giờ mọi người học xong là mọi người đúc kết luôn nhé, để chúng ta học đến đâu là chúng ta nhớ đến đấy luôn, học một lần là dùng cho cả đời luôn đúng không ạ? Học xong là chúng ta sẽ dạy lại được cho người khác. Có ba kiểu học này mọi người này, có ba kiểu học. Một là học chỉ để biết, học chỉ để tích tích tụ gọi là những kiến thức ở trong đầu mình thôi. Tất nhiên là nếu mà chỉ học chỉ để biết thôi thì chúng ta có kiếm được tiền không ạ? Không kiếm được tiền đâu ạ. Giống như là các con của các anh chị đúng không ạ? Đi học trên trường cũng học biết thêm rất nhiều kiến thức nhưng mà chưa có làm thì chưa có kiếm được tiền. Học kể cả học lên đại học, cao học, tiến sĩ mà chưa có ứng dụng những kiến thức đấy vào công việc, chưa ứng dụng vào để làm việc thì chưa thể kiếm được tiền được. Cách học thứ hai là học để làm. Học để làm là tốt hơn học để biết rồi đúng không ạ? Đấy. Và cái thứ ba đấy là học để thế nào? Học để dạy lại cho người khác. Thì cách học hiệu quả nhất là chúng ta học để dạy lại cho người khác. Thế cho nên là ngày hôm nay mọi người học ấy thì mọi người sẽ tập trung vào cái việc đấy là chúng ta học để làm và chúng ta học để sau này chúng ta dạy lại cho người khác. Chúng ta có thể là chia sẻ lại cho khách hàng của mình này, chúng ta có thể chia sẻ lại cho các thành viên trong nhóm mình. Nên là mọi người học đến đâu thì rút ra bài học luôn nhé. Thì rõ ràng là nguyên nhân của cái bệnh béo phì ấy, nó nguyên nhân chính dẫn đến từ cái việc đấy là gan bị rối loạn chức năng. Đúng rồi ạ. Gan bị rối loạn chức năng, gan không thể chuyển hóa được chất béo ở trong cơ thể thành năng lượng, dẫn đến là cái mỡ nó bị tích tụ ở gan. Lâu ngày thành gan nhiễm mỡ rồi thì nó dư thừa ra thì nó đọng lại trong cơ thể, dẫn đến là béo phì. Có thể là Giang chưa chưa phát được kênh trên kênh YouTube của S21 đó. Nên là mọi người sẽ tập trung nghe và sau đó thì chúng ta sẽ truyền đạt lại cho đội nhóm mình nhé. Rồi, tiếp tục nha mọi người. Đồng thời thì chất béo trong gan không được sử dụng hết, sẽ tích trữ trong cơ thể, khiến vóc dáng béo phì và huyết áp cao. Phần lớn mọi người đồng tình với quan điểm là béo phì là nguồn gốc của các bệnh. Thực tế thì béo phì tuy là do ăn quá nhiều hay là vận động ít, rất là nhiều những cái nhân tố gây ra, nhưng mà quan trọng hơn hết ý, đó là chức năng chuyển hóa chất béo trong gan đang gặp vấn đề mọi người nhá. Ăn nhiều cũng là một nguyên nhân mà. Ăn nhiều cũng là một nguyên nhân nhưng nó không phải là cái nguyên nhân chính, nguyên nhân quan trọng gây ra bệnh béo phì đâu ạ.
Mọi người thấy có những người ăn nhiều mà không béo không? Đúng không ạ? Có những người nào chúng ta nhận định là người gầy thấy cơm mà ăn rất nhiều nhưng mà vẫn không thể béo được. Cho nên là chúng ta đổi cho việc ăn nhiều thì cũng không hẳn. Nhưng mà đúng là ăn nhiều cũng là một nguyên nhân. Nhưng mà cái nguyên nhân quan trọng nhất ấy, mọi người cần ghi nhớ, đấy là do gan ấy, chức năng chuyển hóa chất béo của gan đang gặp vấn đề. Mọi người nhá. Chúng ta đánh dấu lại để chúng ta dễ nhớ nhé. Hơn thế nữa thì việc đốt cháy chất béo của gan gặp rắc rối tuyệt đối không phải là hiện tượng độc lập mà là biểu hiện của những rối loạn chuyển hóa của ba hệ thống. Rối loạn của hệ thống mọi người ạ. Nhưng tại sao khi mà so sánh rối loạn chuyển hóa protein và đường với rối loạn chuyển hóa chất béo thì chuyển hóa protein và đường lại không rõ ràng, vì tình trạng thường xuất hiện muộn hơn so với chất béo. Nguyên nhân là do người béo phì thường hay bị thiếu protein, mà protein và đường hòa tan trong nước không dễ bị phát hiện khi mà các siêu âm kiểm tra không giống như với chất béo và các hạt mỡ dễ bị phát hiện ra. Tức là thường những người mà bị béo phì thì cũng rất là dễ bị tiểu đường đấy mọi người ạ. Và gan thì vừa ở ở gan nhé, nó vừa diễn ra cái cơ chế là chuyển hóa chất béo, nhưng nó cũng là cái cơ nó cũng diễn ra đồng thời cái cơ chế mà chuyển hóa chất đường luôn mọi người nhé. Rồi, theo như công thức ở trên ý, thì có vẻ hơi oan uổng. Rất là nhiều người béo phì ngày nào cũng ăn rất là nhiều thịt cá. Vậy tại sao lại vẫn bị thiếu protein? Khi mà gan bị tổn thương ấy, thì chức năng chuyển hóa của gan giảm sút. Những phản ứng tổng hợp nên protein của cơ thể từ các axit amin mà chúng ta đưa vào cơ thể thông qua thực phẩm ăn hàng ngày ấy, cũng sẽ bị chậm lại, thậm chí là dừng hẳn. Tức là có một trong những cái nguyên nhân mà dẫn đến bệnh béo phì là còn do thiếu protein. Và đây thì bác sĩ có phân tích là khi mà gan nó đã bị rối loạn chức năng rồi thì nó sẽ giảm cái khả năng hấp thụ hay là chuyển hóa protein tại đây. Nên là cơ thể chúng ta mặc dù có thể là ăn nhiều những cái thực phẩm mà giàu protein đấy, nhưng mà chúng ta vẫn có thể là bị thiếu mọi người ạ. Chúng ta vẫn có thể là bị thiếu. Khi mà các cái phản ứng tổng hợp protein bị chậm lại hoặc là dừng hẳn thì sẽ đến tình trạng là nguồn nguyên liệu tổng hợp nên protein và các axit amin sẽ bị tích tụ lại trong trong cơ thể. Mà nguyên tắc là cơ thể không cho phép các nguyên liệu tích tụ trong đó. Cơ thể lúc này sẽ cho rằng nguyên liệu đó đang bị dư thừa nên đã chuyển hóa thành các axit amin tích tụ nên đã chuyển hóa các cái axit amin tích tụ này thành chất béo. Đó. Nó cứ ăn vào là nó chuyển hóa hết thành chất béo, uống nước cũng chuyển hóa thành chất béo thì đúng là uống uống nước lã hít không khí nó cũng cũng béo đúng không mọi người? Chúng ta sẽ nốt cái này lại mọi người nhá, đánh dấu lại. Ngoài ra các axit béo và glycerin lại chuyển hóa thành mỡ nhờ gan. Vì vậy mà cơ thể rất dễ bị béo phì, giống như người ta thường nói là uống nước lã, hít không khí, thôi cũng béo. Ví dụ vận động để giảm cân, tức là bây giờ giải pháp để giảm cân là những giải pháp nào, đúng không ạ? Ví dụ như là vận động để giảm cân này, cũng cần phải có đủ dinh dưỡng. Chỉ khi nào dinh dưỡng đầy đủ thì vận động của bạn mới hoàn toàn hiệu quả. Cơ thể chúng ta còn có các cái cơ quan bộ phận sống và không sống. Cơ quan sống là những cơ quan mà cơ thể không thể tồn tại được nếu thiếu nó. Cơ thể thì có 5 cơ quan sống là não, tim, gan, thận. Năm cái cơ quan này mọi người cũng 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 cần phải phải ghi nhớ mọi người nhé. Nó sẽ rất là quan trọng để sau này chúng ta có thể là chăm sóc cơ thể và hiểu được cái quá trình mà dinh dưỡng nó sẽ đi ưu tiên cho bộ phận nào trước. Những cơ quan khác thì đều bị tê liệt và dạng không sống. Cơ quan và bộ phận không sống lớn nhất đó là các tứ chi. Do bảo vệ sự sống cơ thể là điều tối quan trọng nên cơ thể sẵn sàng là hy sinh tất cả để bảo vệ cho các cơ quan sống được vận hành bình thường. Khi mà cơ thể người thiếu dinh dưỡng, nó sẽ điều động các chất dinh dưỡng từ cơ quan không sống.
để về cơ quan sống. Khi mà các chất dinh dưỡng được điều động từ tứ chi, nó sẽ có xu hướng là chạy về trung tâm. Khi bạn vận động, bạn sẽ cần có tứ chi chắc khỏe nên cơ thể sẽ ép để chất dinh dưỡng chạy ngược về tứ chi. Lúc này bạn đang giành giật dinh dưỡng với các cơ quan sống của mình. Làm như vậy chẳng phải nguy hiểm lắm sao? Ngoài ra, do sự thiếu hụt dinh dưỡng nên một phần nào đó tại tứ chi của bạn ấy bị lão hóa nhanh hơn, rất dễ bị tổn thương. Vì khi mà tứ chi bị lão hóa, các cử chỉ vận động mang tính kỹ thuật đều làm không chuẩn, sẽ bị méo lệch, lực bất tòng tâm, như vậy càng dễ bị tổn thương. Ở đây em phân tích thêm để cho mọi người hiểu nhé. Chúng ta có 5 cái cơ quan sống là não, tim, phổi, gan, thận. Và nếu như mà chúng ta đang thiếu thiếu dinh dưỡng á, thì khi mà chúng ta vận động ấy, cơ thể chúng ta theo nguyên lý nó phải ưu tiên dinh dưỡng cho 5 cái cơ quan này trước. Nó phải dồn dinh dưỡng cho 5 cơ quan này trước để duy trì sự sống của cơ thể. Có thể rút dinh dưỡng từ tứ chi lên những cái bộ phận này. Nhưng mà khi mà chúng ta tập thể dục thì cơ thể lại hiểu là tứ chi chúng ta đang cần khỏe. Ví dụ như tay chúng ta đang cần săn lại này. Đấy, bụng chúng ta thì đang cần 6 múi này, đúng không ạ? Có cơ này. Chân chúng ta cũng đang cần thon gọn lại. Đấy, vậy thì dinh dưỡng nó cơ thể sẽ hiểu là những bộ phận này đang cần nhiều dinh dưỡng hơn. Mà cơ thể lại đang thiếu thì nhiều khi nó lại phải rút cái dinh dưỡng nó lại lại chạy về tứ chi. Nhưng mà cơ thể thì theo logic nó hiểu là không, não tôi còn đang thiếu dinh dưỡng này, tim tôi đang thiếu này, nên dinh dưỡng nó sẽ bị tranh chấp giữa tứ chi và các cái cơ quan sống, thì nó rất là nguy hiểm. Vì thế nên là có nhiều người tập thể dục xong này lại dễ bị chấn thương ấy ạ, dễ bị chấn thương, và điều đó thì dẫn đến là cái sự nguy hiểm cho tính mạng của cơ cơ thể chúng ta. Bạn xem bóng đá này, bạn sẽ thấy chẳng có cầu thủ nào bị chấn thương ngay khi mới vào sân. Thường là phải đợi đến hiệp 2 vì do dinh dưỡng lúc này không đáp ứng đủ nhu cầu của vận động. Cầu thủ mệt mỏi nên là rất dễ là bị chấn thương. Thường thì mọi người hay chọn cách giảm cân bằng nhịn ăn tại nhà này, ăn ít đi để giảm béo. Việc nhịn ăn ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Vốn là béo phì do mất cân bằng dinh dưỡng gây nên. Trong cơ thể bị thiếu hụt dinh dưỡng nào đó. Nên nếu ăn ít đi hoặc là nhịn ăn thì càng làm cho mức độ thiếu hụt dinh dưỡng trở nên nghiêm trọng, gan lại càng bị rối loạn chức năng. Ngoài ra để giảm cân mà chỉ vì nhịn ăn ấy thì khó mà thành công được. Người chọn phương pháp nhịn ăn vừa bị lạnh vừa bị đói, hoa mày chóng mặt, cơ thể bị suy nhược, sắc mặt tái nhợt, rụng tóc này, giảm trí nhớ, nghiêm trọng hơn có thể là gây chứng ngủ ly bì, chán ăn, hoang tưởng. Nên là cái phương pháp giảm cân bằng nhịn ăn là không phù hợp rồi, đúng không cả nhà? Ca sĩ nổi tiếng với bài hát Yesterday, Onsimo cũng vì giảm cân mà chán ăn ấy. Cuối cùng cơ thể suy nhược và từ giã quá đòi. Rất là nguy hiểm đúng không ạ? Vì cơ thể tôi cho rằng cách giảm cân khoa học nhất, vì thế tôi cho rằng cách giảm cân khoa học nhất bây giờ là dùng dinh dưỡng. Mọi người thấy là tập thể dục cũng không hợp lý nếu như mà cơ thể chúng ta thiếu dinh dưỡng. Vậy thì nếu như mà chúng ta mà giảm ăn uống hoặc nhịn ăn thì cơ thể lại càng thiếu hụt dinh dưỡng hơn và càng gan lại càng bị tổn thương. Gan tổn thương thì chúng ta không đạt được cái mục tiêu là phục hồi chức năng của gan, phục hồi chức năng chuyển hóa chất béo của gan. Đúng không ạ? Nên là bác sĩ khuyên rằng là giảm cân khoa học nhất bây giờ là dùng dinh dưỡng. Đó. Thông qua việc bổ sung đủ những dinh dưỡng còn thiếu để bảo vệ gan ấy, thì gan có thể chuyển hóa chất béo một cách bình thường. Thì việc giảm cân sẽ trở nên dễ dàng, nhanh chóng và không bị béo trở lại. Thực ra cơ thể chúng ta có vấn đề ở đâu ấy, không hợp lý chỗ nào thì chính cơ thể tự biết và nó cũng là người mong mong nhất hợp lý hóa những chỗ chưa hợp lý. Nhưng khi dinh dưỡng bị thiếu hụt, mặc dù cơ thể biết là phải nhanh chóng làm xẹp bớt cái bụng to của bạn lại, vì nó biết vòng bụng to thì vòng đời ngắn. Cái câu này hay quá mọi người nhỉ. Vòng bụng to thì vòng đời ngắn này. Nhưng mà nguyên liệu thì không đủ, không có công cụ. Khi bạn bổ sung đủ dinh dưỡng thì giảm cân đơn thuần chỉ là giảm cân, không
Giảm cân không chỉ đơn thuần là giảm cân mà còn là điều chỉnh vóc dáng chuẩn cho bạn. Nó giúp chỗ nào cần to thì to, mà chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ, tôn được đường cong dáng chuẩn của cơ thể. Nó không chỉ không gây hại cho sức khỏe của bạn mà trong suốt quá trình giảm cân nó còn giúp phục hồi các chức năng bộ phận giảm sút trong cơ thể. Không chỉ là giảm cân mà còn là giúp cho cơ thể trở nên khỏe mạnh hơn, gan khỏe mạnh, các bộ phận trong cơ thể khỏe mạnh. Khi mà đọc sách như thế này thì mọi người sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có kiến thức sâu rộng hơn về việc chăm sóc sức khỏe, về việc giảm cân đúng không ạ? Mọi người có thể là comment một cái bài học mà ngày hôm nay mọi người hiểu thêm cho việc chăm sóc sức khỏe giảm cân đúng không ạ? Em thì em rất là thích cái câu đấy là vòng bụng càng to vòng đời càng ngắn ấy. Bởi vì em đọc rất là nhiều lần về về cái vấn đề giảm cân này rồi, và cả đọc về cái ảnh mà các chuyên gia tổng kết cho chúng ta ấy ạ. Chúng ta học xong chúng ta lại ôn lại một chút mọi người nhé. Và mọi người có thể là tổng hợp luôn cái bài học mình học được gửi vào cái nhóm sản phẩm của mình ạ. Dạ vâng. Đúng rồi ạ. Và phần lớn thì ngoài kia mọi người không biết là béo phì là do rối loạn chuyển hóa chức năng gan đâu mọi người ạ. Nên là chúng ta học được thì chúng ta hãy thứ nhất là chúng ta áp dụng chúng ta hiểu về cơ thể của chính mình, và chúng ta sẽ dùng kiến thức này để chúng ta phục vụ cho khách hàng, những cái người xung quanh. Nếu như mà chúng ta hiểu được nguyên nhân và giúp cho khách hàng hiểu được nguyên nhân thì cái việc giảm cân nó trở nên khi mà đi đúng hướng thì sẽ đạt được mục đích đúng không ạ? Còn khi mà chúng ta đi sai hướng thì dẫn đến là rất là nhiều người từ bỏ cái việc giảm cân mà họ chấp nhận sống trong cái vóc dáng đấy, và dẫn đến là rất là nhiều bệnh. Đây Giang có thể chia sẻ cho mọi người cái thông tin từ các cái chuyên gia của chúng ta đã thống kê được nhá, những cái nguy cơ có thể mắc phải nếu như mà chúng ta không có giảm cân. Chúng ta để cái việc giảm cân nó lâu dài dẫn đến là những cái biến chứng. Nên là nhất định chúng ta hiểu thật là sâu về cái bệnh giảm cân và nguy cơ của nó để chúng ta chia sẻ cho những người xung quanh và khuyên họ là nên giảm cân đi. Nếu mà để lâu mà không không giảm cân thì dẫn đến những cái biến chứng này. Đây mọi người có thể nhìn vào màn hình nhé. Mọi người nhìn thấy màn hình chưa? Thứ nhất là nó gây áp lực lên xương khớp gối này, xương cột sống, gây thoát vị đĩa đệm, thoái hóa. Rất là nhiều người béo phì mà dẫn đến là béo quá mà cơ thể nặng nề thì nó sẽ đè áp lực lên đầu gối thì dẫn đến là bị xương khớp. Rồi về vấn đề tim mạch này, lượng mỡ dư bám vào các thành mạch gây máu nhiễm mỡ, mạch vành, xơ vữa động mạch, huyết áp cao, tai biến đột quỵ. Thì chia sẻ đến đây thì Giang thấy là ví dụ như mẹ của Giang ấy là từ lúc mà mẹ Giang béo bụng ấy là mẹ Giang bị huyết áp cao mọi người ạ. Huyết áp cao mà phải dùng thuốc rồi rất là lâu để có thể cải thiện. Mẹ Giang uống thuốc có thấy huyết áp nó có thấy khỏi đâu, mà bác sĩ bảo là phải dùng liên tục, không dùng là rất dễ bị tai biến đột quỵ, nên là mẹ Giang rất là sợ luôn. Đường tiêu hóa này dẫn đến là cái vấn đề táo bón này, dễ sinh ra bệnh trĩ đối với những người mà béo phì. Rồi gan mật, nếu như mà cái lượng mỡ mà dư tích tụ vào gan gây rối loạn chức năng gan này, thì dẫn đến là bệnh gan nhiễm mỡ, xơ gan, sỏi mật, tiểu đường, bệnh gút, bệnh viêm tụy cấp. Hệ miễn dịch và sức khỏe rồi sức đề kháng, hệ miễn dịch và sức đề kháng sẽ bị suy giảm này, nguy cơ mắc và tử vong do COVID cao. Rồi béo phì lâu ngày dẫn đến là bệnh về hô hấp, tụ quá nhiều mỡ ở lồng ngực, cơ hoành và ổ bụng sẽ gây nên hiện tượng khó thở, rối loạn nhịp thở, ngưng thở khi ngủ, ngủ ngáy này. Rồi dẫn đến rối loạn nội tiết, buồng trứng đa nang, viêm đường tiết niệu, yếu sinh lý này, vô sinh này, tăng nguy cơ bị ung thư thực quản, ung thư đại tràng, ung thư vú,
ung thư cổ tử cung này, ung thư gan mật và ung thư tuyến tiền liệt, tích tụ kim loại nặng độc tố ở mỡ nội tạng, gia tăng virus độc hại, rất là nhiều những cái nguy cơ đúng không? Nên là mọi người hãy nắm được những cái nguy cơ này. Tại vì có nhiều người thật sự họ giảm cân, họ tìm nhiều cách để họ giảm cân nhưng mà họ không giảm được ấy, họ nản ấy mọi người, họ nản và họ họ từ bỏ cái ý định giảm cân, bởi vì họ không lường trước được cái hiệu hậu quả. Họ chỉ nghĩ là không giảm cân được thì tôi sẽ không đẹp thôi. Họ chỉ biết là trước mắt là nhìn thấy ngay mà ở ở mắt thường ấy là tôi không đẹp, có vẻ như tôi cũng không, cơ thể nó không được nhẹ nhàng thôi, chứ còn vẫn ổn. Tức là tại thời điểm này họ chưa thấy được những cái bệnh lý ở trong người nó đang ở dừng lại mức độ là ủ bệnh ấy. Họ chưa nhận nhận thấy hết được cái tác hại của cái việc nếu như không giảm cân. Thì mọi người hãy nắm được những cái thông tin này để mọi người nói với khách hàng nhé. Tức là họ phải phải nhận biết được cái nguy hiểm của bệnh này thì họ mới có động lực để giảm và tìm thêm giải pháp để giảm cân. Rồi ạ. Thế thì bây giờ anh chị em nhà mình sẽ bắt đầu chia sẻ những cái trải nghiệm nhé của mình trong cái việc giảm cân. Hoặc là trước trước khi mà chúng ta đi đi về cảm nhận thì chúng ta sẽ tìm hiểu là vậy thì bác sĩ đã khuyên chúng ta là dùng dinh dưỡng. Vậy thì dinh dưỡng mà chúng ta nên dùng là những loại dinh dưỡng nào? Mọi người comment nhá. Tại vì rất nhiều người cũng được học rồi. Bây giờ coi như là chúng ta ôn lại. Đúng không ạ? Hoặc là chúng ta sẽ bật mic lên để chúng ta nói, ai mà có thể tham gia được thì chúng ta sẽ tham gia nhé. Chúng ta sẽ dùng các cái sản phẩm nào, các cái loại dinh dưỡng nào để chúng ta giảm cân ạ? Anh chị em cùng comment nha. Chị Nguyễn Thị Hiên là dùng sách này, tách này, sơ này. Chất xơ, mu, omega 3. Chị Phương Phạm. Chị Thanh Hà là protein và xơ. Chị Nhung Trần là dùng mu và xơ. Thế thì bây giờ em hỏi mọi người, rất là nhiều người nói là dùng chất xơ. Thế thì em hỏi mọi người một chút là tại sao lại dùng xơ lại giúp giảm cân được ạ? Mu xơ bách. Bây giờ mọi người cùng trả lời cho em và ai đó tự tin thì mọi người cũng có thể bật mic nhá mọi người nhá. Hay là em sẽ gọi tên nhá. Tại sao mà dùng xơ lại có thể giúp giảm cân được ạ? Xin mời chị Lập được không ạ? Chị Lập bật mic được rồi đấy ạ. Mọi người rất là hiểu hiểu đấy, em thấy rất nhiều người comment trả lời được luôn. Anh chị thấy rất giỏi luôn. Xơ làm thanh lọc cơ thể, làm sạch đường ruột, xơ lấy mỡ nội tạng. Giang ơi, Dạ. Vâng, chị nói đi chị ơi, chị chia sẻ đi ạ. chị trả lời câu hỏi mà Giang nói là sơ có tác dụng gì nhá. Vâng ạ. Sơ sẽ có tác dụng là đào thải mỡ nội tạng, và mỡ nội tạng thì thường chúng ta sẽ không nhìn thấy, thế nên là sơ thì sẽ có cái tác dụng là một là làm sạch đường ruột, nhưng mà chị thấy là cái tác dụng mà làm đào thải cái mỡ nội tạng rất là tốt, bởi vì là bản thân chị thì sinh mổ 2 lần, thế nên là cái phần mà ở trên cái chỗ vết mổ của chị ấy, tức là nó có, tức là mình cảm nhận được rằng là cái chỗ đấy nó không được săn chắc ấy, mình cảm giác như là mỡ ấy, nó rất là to. Thế mà sau một thời gian chị dùng sơ thì cái phần đấy của chị nó săn chắc lại rất là nhiều. Thế nên là giảm cân thì đầu tiên mình sẽ phải nghĩ đến cái việc đó là mình phải giảm mỡ trước, sau đó mình mới nghĩ đến giảm cân sau. Thế nên là sơ thì sẽ có tác dụng là làm sạch đường ruột thì chắc chắn rồi, nhưng mà nó sẽ là đào thải mỡ nội tạng nữa, rất là tốt. Sau đó thì mình sẽ kết hợp dùng với lại cả MR, ví dụ như là Bách thì cũng rất là tốt, còn không thì mình có thể là kết hợp với omega 3 và tảo nữa. Đấy thì là công ty có cái combo mà giảm cân nhẹ nhàng rất là tốt. Đó là có bột MR này, kết hợp với sách, với lại cả tảo, với lại cả omega 3. Em có một câu hỏi khó. Đấy là có những cái hàng gầy
Bảo là thế thì tôi dùng sơ và tôi gầy hơn à? Ok. Thực ra thì không phải là dùng sơ để gầy hơn, dùng sơ để làm sạch đường ruột, và làm sạch đường ruột thì thường thì mới hấp thu được dinh dưỡng, hấp thụ được dinh dưỡng, cũng giống như là người béo cũng như vậy. Ở đây mình không nghĩ đến việc cân mà mình phải nghĩ đến cái việc là phục hồi cái chức năng gan của mình. Đấy, phục hồi cái chức năng gan thì bắt buộc là vẫn phải làm sạch đường ruột, thì mình dùng dinh dưỡng thì mới hấp thu được vào, và hấp thu được vào thì mới có thể làm mình là cái chức năng gan của mình tốt lên. Chức năng gan của mình tốt lên thì mình lúc đó mình mới nghĩ đến cái việc giảm cân. Bởi vì là nếu mà gan của mình không tốt lên thì kể cả mình ăn ít hay ăn nhiều vào đi chăng nữa thì gan nó cũng không chuyển hóa được thành năng lượng nuôi cơ thể, mà lúc đấy nó chỉ chuyển hóa thành chất béo. Đấy, À, cái này thì mình phải hiểu rõ. em bổ sung thêm cái này nhá. Đấy là em hiểu đơn giản là bình thường như chị em mình ăn nấu 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 đồ ấy thì mỡ nó sẽ bám ở xoong chảo rồi bát đĩa đúng không ạ? Thì chúng ta hàng ngày chúng ta phải rửa sạch đi thì chúng ta thấy nó sạch sẽ để chúng ta ăn được. Thế thì cái đường ruột của chúng ta hàng ngày ăn bao nhiêu mỡ rồi thức ăn hỗn tạp ấy và trong cơ thể thì chỉ đơn giản như là răng mà chúng ta không đánh nữa là chúng ta đã thấy hôi hôi rồi đúng không ạ? Rất là nhiều những cái bệnh về về răng miệng nó phát sinh. Thế đường ruột chúng ta nó hàng ngày nó bao nhiêu là đồ ăn hỗn tạp như vậy và mỡ quan trọng là cái mỡ chúng ta ăn vào ấy nó bám vào cái thành ruột thì nó sẽ làm cho cái thành ruột chúng ta ấy, nó rất là nhiều những cái vấn đề vi khuẩn nó ở đó. Thế cho nên là ít nhất là khi mà dùng chất xơ thì nó sẽ lấy bớt cái mỡ dầu mỡ mà nó đang bám vào cái thành ruột ra ngoài. Đấy, những cái người mà người ta gầy người ta làm gì có mỡ nội tạng đâu đúng không ạ? Nhưng mà hàng ngày người ta cũng ăn những cái đồ chiên xào chứ đấy lâu ngày nó cũng ảnh hưởng đến cơ thể thì cái chất xơ là đơn giản với tất cả mọi người kể cả người béo phì lẫn cái người mà đang gầy ấy, thì đều có cái mỡ gọi là cái mỡ hàng ngày chúng ta ăn đấy hàng ngày chúng ta uống là cái mỡ đấy nó sẽ bám vào chất xơ và đi ra ngoài luôn cho nên là cái đường ruột chúng ta sẽ rất là sạch vì thế thì nó sẽ tăng cái khả năng hấp thụ để có thể là phục hồi chức năng gan mà gan mà khỏe thì cả người gầy và người béo đều có lợi ích cả đó thì em cảm ơn cái phần chia sẻ của chị Thúy nhá đó thì bây giờ chị em mình sẽ cùng tìm hiểu xem là đúng rồi mọi người nói rất là đúng là những cái thực phẩm ấy mà chúng ta ăn hàng ngày ấy chúng ta nên dùng để chúng ta giảm cân ấy có thể là bột sách này đấy, có thể là MR này thế thì lát nữa em sẽ chia sẻ là dùng cái nào thì nó sẽ có nó sẽ tiện hơn nhé. Bây giờ chị em mình sẽ cùng tìm hiểu xem là cụ thể là những cái sản phẩm đó thì nó có ý nghĩa gì. Ví dụ như Miu thì nó có vai trò gì này. Bách thì nó có vai trò gì này. Đúng không ạ? Cùng nhau tìm hiểu cho nó kỹ về cái bệnh lý này. Mọi người chờ em chút để em show ảnh nhé. Và ngày hôm nay ấy nó cũng rất là hay ở thêm phần đấy là không chỉ là về cơ chế bệnh đâu mọi người ạ mà chúng ta sẽ cùng học cái cách như là sẽ đồng hành với khách hàng như nào trong quá trình giảm cân tại vì là gần đây em thì em gặp rất là nhiều những cái mọi người nói là có tư vấn đúng cũng đúng cũng tư vấn cho khách hàng là dùng Miu này dùng sơ này dùng Omega 3 tảo nhưng mà không giảm được cân nên là họ dùng xong họ không dùng nữa mọi người có gặp những cái trường hợp đấy không? Thì trong cái bài ngày hôm nay không chỉ chúng ta hiểu sâu về cái bệnh lý béo phì và dùng như thế nào mà chúng ta còn đồng hành với khách hàng trong quá trình họ dùng nhá để làm sao họ có thể đạt được những cái hiệu quả. Mọi người có thích như thế không? Nếu như mọi người thích thì mọi người lại gọi thêm các thành viên trong nhóm của mình vào nhá. À đây, xin lỗi, không phải là cái ảnh này. Mọi người chờ em chút nha. Đó. Đây, em xin phép là đọc cho mọi người một chút để mọi người có thể là hiểu sâu về những cái sản phẩm mà của Oriflame chúng ta có thể là hỗ trợ cho những người giảm cân nhé. Thứ nhất là về wellness sách. Thì wellness sách nó là đạm hoàn chỉnh đủ mọi axit amin mà cơ thể cần giúp hấp thụ được ngay và từ ba cái nguồn đạm không có chứa chất biến đổi gen này đạm thì tạo ra phản ứng nhiệt giúp tăng tiêu tiêu hao năng lượng này
Và protein thì giúp tăng nhanh cái quá trình tiêu hao mỡ dư thừa. Người béo thì chỉ cần là 1,6 gram trên 1 kg trọng lượng, tức là 1,6 gram protein nhé, cho trên 1 kg trọng lượng. Nó giúp phục hồi chức năng gan này, đặc biệt là những người mà có nhiều bệnh lý nền đi kèm thì cơ thể đang yếu, thì dùng được cái bột sách này thì nó sẽ giúp phục hồi và cải thiện cả những cái bệnh lý đó. Đồng thời thì nó sẽ giúp làm kiểm soát cái cơn đói, làm no lâu và khiến cho cơ thể ăn ít đi trong mỗi bữa, giảm cái cảm giác là thèm ăn vặt. Đây là nó không có một cái chút thành phần gì để làm cho cơ thể chúng ta gọi là giống như thuốc mà nó rút mỡ hay gì cả, mà nó chỉ đơn giản là cung cấp những cái cái nguyên liệu để giúp phục hồi chức năng gan mà thôi. Và nó có chứa xơ nên nó làm cảm giác no lâu. Tự nhiên là những cái người mà béo theo kiểu là hay ăn ấy, ăn nhiều ấy, thì nó sẽ ăn ít lại, không có cảm giác thèm ăn thì người ta sẽ ăn ít lại, nó cũng sẽ hỗ trợ cho cái việc giảm cân, đúng không ạ? Rồi omega 3 thì có tác dụng gì ạ? Omega 3 thì nó là dầu cá tinh khiết, không chứa kim loại nặng từ biển, và nó là cái axit béo cần thiết tạo màng tế bào, làm sạch màng bám trong lòng mạch, ngăn ngừa này, cải thiện biến chứng ở tim mạch, tăng cường cái dịch nhầy ở khớp, cải thiện xương khớp này, và nó giúp chống viêm, cải thiện cái giấc ngủ trí nhớ, tốt cho não, ngăn ngừa biến chứng. À, cái này nhá, Giang nói thêm một chút là ở ở đây thì có thể là các chuyên gia chưa có ghi, nhưng mà thực tế thì cái omega 3 thì nó là axit béo có lợi, nên là khi mà nó đưa đi vào cơ thể thì nó sẽ thay thế những axit béo không có lợi. Bởi vậy nên là nếu như mà dùng được omega 3 thì nó cũng giúp làm giảm đi những cái mỡ nội tạng á mọi người. Mỡ nội tạng là mỡ nó ở ngay trong cái phần nội tạng, thì omega 3 thứ nhất là nó giúp quét sạch mỡ ở trong cái đường ống dẫn máu là một. Đấy, cái thứ hai là nó thay thế những cái axit béo không có lợi cho cơ thể, thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho cái việc giảm cân mọi người nhé. Rồi, cái thứ tiếp theo là táo đỏ này. Táo đỏ thì giúp trung hòa các cái gốc tự do, giảm căng thẳng oxy hóa, ngăn ngừa ung thư này, hỗ trợ và đưa độc tố có trong mỡ nội tạng và gan ra khỏi cơ thể, phục hồi biến chứng tổn thương ở mắt và các tế bào thần kinh, cải thiện chức năng sinh lý, sáng da, mờ nám, tiêu diệt những virus độc hại mầm mống của cơn đói bí ẩn. Tức là nếu như mà mọi người dùng được táo thì tốt. Thật ra là nếu như mà khách hàng của chúng ta ấy, mà họ ngoài béo phì ra họ còn bị những cái bệnh lý khác nữa, thì mọi người hình dung là nhiều khi dinh dưỡng nó vào ấy, nó sẽ chưa giảm béo mà nó sẽ phải đi giải quyết những cái vấn đề bệnh lý, ví dụ như họ họ bị bệnh về về gan chẳng hạn, đúng không ạ? Thì rõ ràng là gan lại là một trong những cái cơ quan gì ạ, cơ quan sống của cơ thể. Lúc nãy chúng ta có nói về 5 cái cơ quan sống của cơ thể đấy mọi người, thì gan là một trong những cái bộ phận như vậy, thì dinh dưỡng nó phải ở đây trước, hoặc là tim có vấn đề, não có vấn đề thì dinh dưỡng nó phải 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 là giải quyết những cái vấn đề nghiêm trọng trước, sau đó mới đến béo phì, sau đó mới đến mỡ đó. Vậy thì dùng tảo thì nó sẽ giúp gọi là giải quyết nhanh những cái bệnh lý nền nguy hiểm của cơ thể, giải quyết nhanh được thì mới giảm cân nhanh được, còn nếu như mà những cái bệnh lý đó mà nó vẫn cứ ở đấy thì cũng chưa thể giảm cân ngay được đâu đó. Cho nên là cần phải dùng thêm cả tảo đối với những người mà ngoài béo ra còn có cả những bệnh lý nền, được chưa? Rồi tiếp theo là vitamin và khoáng chất. Thì cái này rất là quan trọng rồi, giúp tăng sức đề kháng tự nhiên này, và là chất vận chuyển hỗ trợ tiêu hao mỡ thừa nhanh chóng, cải thiện tín hiệu dẫn truyền thần kinh bị tổn thương, phục hồi các bệnh lý nền đi kèm. Và chúng ta phải nhắc lại một lần nữa là nguyên nhân gây ra béo phì là do rối loạn chuyển hóa chức năng gan, mà để gan phục hồi thì không thể thiếu được vitamin và khoáng chất, đúng không ạ? Thì ở cái viên khoáng chất này của chúng ta có chứa tới 10 vitamin và 13 khoáng chất thiết yếu cơ. Thế cho nên là đây chắc chắn là không thể cái sản phẩm này, cái thành phần này là không thể thiếu trong cái việc giảm cân được mọi người nhé. Rồi tiếp theo là chất xơ này. Chất xơ thì không chứa gluten, không chứa gluten, giúp tiêu cholesterol xấu nhanh, giảm mỡ bụng nhanh, làm sạch đường ruột, tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường hấp thụ vitamin và khoáng chất, giúp ổn định cảm xúc, da dẻ mịn màng, giảm mụn. Đó, vừa nãy thì chúng ta cũng đã có thảo luận với chị Hồng Thúy về ý nghĩa của chất xơ rồi, đúng không ạ? Tiếp theo là canxi này, rất cần với các bệnh nhân béo phì biến chứng xương khớp. Để đối với những người mà vừa béo phì vừa xương khớp thì cần phải dùng cả canxi nữa mọi người nhé.
Rồi bệnh tuyến giáp nữa cũng cần phải dùng canxi. Cung cấp đầy đủ canxi giúp tăng mật độ xương, giảm nguy cơ gãy xương, ngủ ngon hơn này, hết tê bì chân tay sụt rút. Rồi cuối cùng là sản phẩm Mew bột MR đúng không ạ? Real Relaxment này. Sản phẩm này thì giúp thay thế bữa ăn và đạt chuẩn của ESSA này. Tổ chức này mọi người có thể là gõ ở trên Google nhá để hiểu là tổ chức này tổ chức như thế nào. Và sản phẩm này chứa đủ lượng protein, vitamin, khoáng chất, chất xơ, axit béo cho một bữa ăn hoàn chỉnh, đủ calo, không gây hiện tượng thừa calo và mất cân bằng dưỡng chất. Mỗi ngày chỉ 2 ly là đủ lượng đạm, vitamin, khoáng chất, xơ cho một ngày, lý tưởng để giảm cân và duy trì vóc dáng. Thật sự sản phẩm này là sản phẩm em thích nhất. Và nếu như mà được mà tư vấn giảm cân cho một người thì em sẽ chọn bột MR và chất xơ. Và em thấy là ok rồi, kể cả những người mà có bệnh nền. Nếu mà có bệnh nền nữa thì cùng lắm là tư vấn thêm cái bệnh nền xương khớp thì tư vấn thêm bổ sung thêm canxi thôi. Còn nếu như không có bệnh nền là xương khớp thì chỉ cần là bột MR và chất xơ là em thấy là rất là đủ rồi. Đấy. Vậy thì bây giờ nhá mọi người nhá. Trước khi mà em mời một số các anh chị có trải nghiệm về cái bệnh lý này á, đã giảm cân thành công thì em chỉ muốn nói rằng là trong cái quá trình mà chúng ta tư vấn cho những khách hàng giảm cân thì chúng ta cần phải hỏi tất cả những cái bệnh lý mà trong người người ta đang gặp phải và chúng ta giải thích cho họ về cơ chế về dinh dưỡng nó sẽ xử lý cái bệnh lý các bệnh lý nền trong cơ thể của người ta và bệnh lý béo phì của người ta như thế nào. Thế thường thì người ta sẽ thường tập trung vào mục đích chính của họ là muốn giảm cân. Nếu mà lại giảm cân mà lại giải quyết được cả bệnh lý nền thì tốt quá đúng không ạ? Giống như kiểu là bonus thêm ấy. Wellness chúng ta là còn bonus thêm, gọi là khuyến mại thêm. Không chỉ giúp bạn giảm cân mà tôi còn giúp bạn giải quyết cả những bệnh lý khác trong cơ thể. Thì mọi người hãy giải thích cho khách hàng và mọi người phải đặt ra những cái nguyên tắc trước khi mà họ dùng sản phẩm của bên mình. Thứ nhất là họ phải tuân thủ chế độ ăn uống này. Ngoài uống sản phẩm này ra thì họ cũng cần phải có một cái chế độ ăn uống phù hợp. Nếu như mà theo những cái lộ trình giảm cân của các hãng khác ấy, thì họ sẽ phải khắt khe hơn, phải đong đếm từng calo ăn uống trong từng bữa, trong cả một ngày là như thế nào. Nhưng nếu như mà dùng sản phẩm Wellness của chúng ta thì Giang thấy là nó thoải mái hơn, nó đơn giản hơn và hầu hết là mọi người đều có thể theo được. Kể cả là những người mà rất là bận rộn ấy, không có thời gian tập thể dục, không có thời gian chế biến thức ăn nhiều rồi không có thời gian để mà ngồi tính toán đong đo cân đếm thức ăn như thế nào ấy, thì họ hoàn toàn có thể theo được khi mà kết hợp với sản phẩm của bên mình. Tức sản phẩm của chúng ta là kết hợp vào chế độ ăn uống hàng ngày chứ nó không phải là thay thế cả ba bữa ăn đúng không ạ? Ví dụ như bột MR nó chỉ thay thế hai bữa thôi. Thế còn một bữa hàng ngày thì mình phải ăn như thế nào? Chúng ta phải hướng dẫn cho khách hàng cách ăn và đưa cho khách hàng những cái thực đơn ấy để cho họ có thể lựa chọn và ăn uống luân phiên trong tuần, trong tháng để phục vụ cho cái việc giảm cân. Rồi chúng ta cũng phải quy định họ là một ngày phải uống bao nhiêu nước này. Hàng ngày uống được thì chụp hình như chúng ta để đảm bảo cái việc đấy là họ sẽ dùng đúng đủ đều. Mọi người nhá, nếu như mà chúng ta không đặt ra những cái nguyên tắc này thì khách hàng ta cứ dùng lung tung, dùng không đều thì nó sẽ không đạt được hiệu quả. Sau một tháng người ta chưa thấy giảm một cân nặng nào thì người ta sẽ nghi ngờ về cái hiệu quả của sản phẩm và người ta không dùng nữa. Thì chúng ta sẽ lúc đó chúng ta thuyết phục họ sẽ khó hơn nhiều so với việc là chúng ta nói rõ ràng ngay từ đầu. Nếu như họ ok thì mình mới cho họ theo và dùng sản phẩm bên mình. Còn nếu như mà họ có quá nhiều lý do để họ biện bạch cho cái việc là ui chị không thể nhịn được cái việc ăn vặt đâu, chị không thể như thế được, hoặc là chị phải ăn uống thoải mái thì chị mới chịu được thì chịu đúng không ạ? Họ có thể không tập thể dục cũng được nhưng ít nhất là họ phải ăn theo chế độ. Ví dụ như là họ thay được hai bữa bột MR bên mình rồi thì một cái bữa ăn còn lại họ phải ăn theo đĩa chẳng hạn vậy. Thì cho họ ăn theo đĩa là dễ nhất, không cần phải là tuân thủ về calo. Ăn theo đĩa là ví dụ như là một nửa đĩa hay là một nửa đĩa, ít nhất phải là một nửa đĩa là rau mọi người nhá. Ăn theo đĩa là ăn hết một đĩa đấy là đứng dậy, đấy là nguyên tắc thứ nhất. Nguyên tắc thứ hai là cái trên đĩa đó nó có cái gì, một ít nhất phải là một nửa là rau, hoặc không thì phải là 3/4 cái đĩa đó là rau. Nguyên tắc của một người giảm cân ấy, 3/4 phải là rau. Thế còn lại thì sẽ là cơm và thức ăn. Còn lại là cơm và thức ăn, ăn đến no, rau, củ, quả cũng được. Đấy, nên là ăn như thế thì nó sẽ hỗ trợ cho cái việc giảm cân đó. Mà nó sẽ không bị đói, mọi người ạ. Còn bắt họ ăn ít hơn so với bình thường, họ không được ăn no là họ cũng dễ đói, họ cũng dễ sợ đấy.
sợ là họ lại không 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 theo cái lộ trình giảm cân được. Thì khi mà Giang vừa rồi Giang có đặt ra nguyên tắc với một 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 nhà phân phối, hiện tại thì do là chị cũng chưa có thể là bán được hàng nên là Giang đặt mục tiêu là trước mắt là giảm cân và coi như là chị là khách hàng, và Giang đặt ra những cái nguyên tắc tuân thủ hàng ngày. Thì sau sau 13 ngày, tuần đầu tiên là Giang chỉ cho chị thay thế một bữa là bữa sáng thôi mọi người ạ, một bữa sáng kết hợp với chất xơ, và các bữa còn lại thì Giang Giang nói là chị sẽ ăn theo đĩa và uống nhiều nước. Một tuần như thế, tuần thứ hai thì bắt đầu tăng lên là thay 2 bữa. Thì đến hôm qua là sau 13 ngày, chị đấy đã báo với Giang là chị đấy đã giảm được 1 cân, mà chị đấy không có thời gian tập thể dục, giảm được 1 cân và giảm được 3 cm vòng bụng, 2 đến 3 cm vòng bụng rồi. Thì rất là mừng. Thế thì 1 tháng mà nếu như người ta thay 2 bữa thì người ta có thể giảm được khoảng tầm 3 kg. 3 kg. Nếu ai mà kết hợp với tập thể dục thì có thể giảm được nhiều hơn mọi người nhá. Nếu mà kết hợp với vận động khoảng tầm 30 phút đến 1 tiếng mỗi ngày thì sẽ giảm được nhiều hơn. Thì có thể là sau 3 tháng một người sẽ giảm từ 6 cho đến 10 kg, rất là nhẹ nhàng mà rất là khỏe. Thì Giang có hỏi là khi mà chị ăn uống như vậy thì chị có bị đói không? Có bị mệt không? Hay là chị có thấy khỏe hơn không? Thì chị nói là thực ra chị thấy cơ thể nó đang bình thường và chị cảm thấy là chị không có thèm thèm uống đồ đồ thèm uống hay thèm ăn vặt nữa. Chị này thì có một cái quán trà sữa này rất là hay thèm uống trà sữa, nhưng mà từ khi mà dùng MR thì không có thèm uống trà sữa nữa. Đấy thì đấy là một cái tín hiệu rất là đáng mừng mà Giang đang rất là muốn là chị này giảm cân thành công. Thì khi mà chị giảm cân thành công thì chị có thể rất là tự tin chia sẻ quen nét cho mọi người. Trong nhóm chúng ta ở đây thì có rất là nhiều người ấy đã giảm được cân thành công với sản phẩm bên mình rồi. Cụ thể là trong cái chuyến đi du lịch Phú Quốc vừa rồi ấy, Giang thấy là tất cả những cái người mà đi tham dự Phú Quốc này đều rất là mặc váy đẹp lắm, eo thon xinh lắm. Những cái người mà béo tròn béo chụp trước đây Giang gặp là bây giờ eo thon lắm rồi, và mọi người đều nói là nhờ chất xơ này, nhờ bộc bưu bên mình, mọi người đều khen mọi người ạ. Những cái ca khó đỡ nhất đấy là chỉ tôi không có giảm mỡ toàn thân mà tôi chỉ giảm vòng 2 thôi, họ cũng đạt được mục đích luôn, rất là hay luôn. Thế thì bây giờ em xin phép được mời tất cả những anh chị cô chú mà đã giảm được cân nhờ wellness, mọi người comment nhá để em có thể mời mọi người chia sẻ cảm nhận thực tế. Em xin mời chị Ninh 21 trước được không ạ? Chị Ninh bật mic lên giúp em với. Tất cả những chị em mà giảm được cân này, giảm được mỡ nội tạng này thì mọi người xung phong chia sẻ với em. Xin mời Vân Hồng. Đây, tự bật được bật bật tiếng được rồi ạ. Mọi người bật lên với em nhé. Hello, em cảm ơn chị Giang đã chị cho em chia sẻ sáng nay. Thực sự là em rất là cảm hứng với cái dòng sản phẩm Miu của công ty mình, và nhà mình mà ai đã biết em từ thời sinh viên ấy thì biết là em có 10 năm em tức là bị dư cân. Thực ra là không không có đến nỗi kiểu béo quá đấy, nhưng mà liên tục là bị dư cân và cao được có khoảng 1m5, em cao 1m khoảng khoảng 1m54. Cân nặng thì cái thời sinh viên trong suốt nhiều năm là cứ dao động là khoảng từ 58, 59 cân. Thực sự là cảm thấy là mình rất là bị tự ti ấy. Mình rất là bị tự ti và ngại đi đến những cái chỗ nào mà kiểu có đông người nhà hay là những gọi là người lạ lạ là mình không không dám đến nhiều đâu. Đấy, rất là may mắn là ngày xưa vào Oprah và sau Phương Bắc thì cũng được học thêm. Sau đấy thì cũng có rất là nhiều lần hạ quyết tâm giảm cân bằng việc là ui thì ăn kiêng này, rồi thì nhà em ngày xưa ở trọ ở Cầu Giấy thì rất là gần công viên Cầu Giấy, là sáng thể dục này, chiều thể dục này, và thực sự là nhưng mà cái việc mà hiệu quả để cho mình giảm cân nó rất là khó và gần như cũng không có đạt được cái mục đích đấy, cùng lắm là chỉ về được khoảng 5-7 cân thôi, nhưng mà mình cũng lại 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 cũng không quay lại được giảm cân. Và cho đến khi mà sử dụng cái sản phẩm Miu và chất xơ thì em cảm thấy một điều rằng là cái cơ thể của mình rất là săn chắc. Đầu tiên là cái bụng của mình, nhà mình chưa quan trọng vội về cái cân nặng nhá, nhưng mà cảm nhận được là cơ thể của mình rất là săn chắc, nhất là cái bụng của mình, rồi những cái vùng mà bắp tay của mình nó cũng được giảm đi rõ rệt. Và đến bây giờ thì bệnh đến bây giờ thì em không không sử dụng, tức là đến bây giờ thì cân nặng hiện tại của em thì duy trì khoảng 50 51 cân, và vòng bụng ngày xưa thì từ ít nhất là phải là 76. Còn đâu cái thời mà 58 cân thì bụng to hơn. 76 đấy là cái thời mà sinh xong.
sinh xong là 76, thì bây giờ vòng bụng lại chỉ duy trì khoảng 69-70 thôi, và cảm thấy là rất là yêu thích cái vóc dáng hiện tại của mình, và thực sự là cảm thấy người rất là khỏe khoắn, và bây giờ hàng ngày thì vẫn sử dụng gọi là ít nhất là một bữa meal để có thể thay cho cái bữa ăn của mình. Bởi vì là như nhà em thì buổi sáng là các con đi học hết, ăn cơm ở trường, xong chồng cũng đi làm ăn cơm ở cơ quan, nên em thấy bữa trưa thì chả có lý do gì em phải vào bếp cả. Thay luôn một cốc meal cho nó nhanh. Tức là một ngày này em đang thay hai cốc luôn, bữa sáng và bữa trưa. Không ạ, tức là sáng thì em có thể là ăn uống nhẹ nhẹ cùng với cả con, sáng thì em có thể ăn uống nhẹ nhẹ cùng với cả con, và buổi trưa thì em dùng meal. Đấy là cái hiện tại là em đang duy trì cái vóc dáng như thế. Thì được không, là khoảng 6 tháng không rồi. Không phải là giảm cân nữa đúng không? Đúng rồi, cái thời gian mà em giảm cân thì giai đoạn đầu em cũng chỉ thay là một cốc thôi, và kết hợp với việc là buổi chiều ngày đấy thì em nhớ là có COVID nên là không có được ra ngoài để tập thể dục, thì buổi chiều em có thể dành khoảng 20 phút em nhảy dây, tức là nhảy dây ở nhà luôn đấy. Đấy thì em thấy là như thế thì cái cân nặng của mình giảm rất là nhanh và cái vòng bụng của mình cũng xuống rất là nhanh. Nhưng mà bây giờ em thấy là cái vóc dáng này của mình là hợp lý rồi nên em duy trì nó thôi. Thế là Thông ơi, thế kết quả là em giảm được mấy cân nhỉ? Kết quả là em giảm được từ 58 cân xuống còn bây giờ là 51 cân. Và wow. Và vòng bụng thì từ 76 bây giờ xuống còn 70, tức là nhưng mà đổi lại là mình cảm thấy rất là săn chắc, rất là thích cả nhà mình nhá. Và nhà mình cứ yên tâm cho khách hàng trải nghiệm chất xơ và meal đi, và thậm chí là nhà không biết anh chị em nhà mình có ai gặp là thậm chí là tư vấn giảm cân cho khách hàng mà khách hàng lại vẫn không giảm được cân, và thậm chí lại còn tăng nhẹ, thì nhà mình sẽ giải quyết như thế nào? Hay quá. Cái này tí nữa là để giúp mọi người nhá. Em đã từng gặp cái trường hợp này rồi cả nhà mình ạ. Tức là nhà mình sẽ tư vấn như này nhá. Nhà mình cứ hình dung là cái quá trình mà tích mỡ để mà, tức là cái cân nặng của mình ở đây là đang bị do là dư mỡ, thì cái quá trình mà tích mỡ thì rất là lâu. Nhưng mà nhờ có cái việc là tức là khi mà mình học về dinh dưỡng thì mình cũng hiểu được là không có cái sản phẩm nào hay không có cái thức ăn nào nó làm cho mình giảm cân hay làm cho mình tăng cân. Mà cái việc tăng cân hay giảm cân thì phụ thuộc vào cái việc là khẩu phần mà mình ăn vào nó nhiều hơn so với cái khẩu phần mà cơ thể của mình hàng ngày mình hoạt động. Ví dụ như cơ thể mình hoạt động được có 1.500 mà mình ăn vào hẳn 2.000 thì dư 500. Thì các thầy các cô cũng dạy rồi là cứ dư độ 7.000 kilocalo thì tự động là cơ thể tăng một cân thôi. Đấy, thì bây giờ nhà mình sẽ hình dung ra được. Và em nhớ, rất là nhớ một cái ví dụ mà thầy dạy là tức là đơn giản là mình ăn một cái kẹo. Mình ăn một cái kẹo liên tục, mỗi ngày chỉ một cái thôi nhá. Thì mình ăn một cái kẹo liên tục như thế thì cái lượng calo dư thừa của cái kẹo đấy thì khoảng đâu đó khoảng 600 cái kẹo thì làm tăng một cân. Thì nhà mình vui vui nghĩ ra là 600 cái kẹo thì nhanh lắm cả nhà mình ạ. Tức là mình không thay đổi gì, chỉ ăn thêm một cái kẹo một ngày thôi thì mình cũng có thể là bị tăng cân rồi. Đấy, nên là cái việc mà mình kiểm soát cái lượng calo đầu vào của mình nó rất là quan trọng. Calo đầu vào đây là đến từ những cái, ví dụ như em thấy là chị em là rất hay có thói quen ăn vặt, là nên kiểm soát cái này. Và ngày xưa em cũng phải có thói quen ăn vặt nhưng bây giờ em bỏ được rồi. Thay cái ăn vặt đấy bằng cái hoa quả thì tốt hơn. Đó, thế thì đấy là cái thứ nhất. Cái dinh dưỡng của mình thì rất là tốt cho cái việc là phục hồi, tức là gia tăng cái thể lực, gia tăng cái khối lượng cơ. Tức là cái việc mà gia tăng cái cơ đấy thì sẽ nhanh hơn cái việc mà đào thải cái mỡ. Nên là trong cái thời gian mà khách hàng mà có một số thôi nhá sẽ bị tăng cân nhẹ, thì đấy là do cái việc mà cái thể tích cơ của họ đang tăng lên và cái mỡ của họ ngay lập tức thì chưa giảm được. Bởi vì nhà mình có thể để ý là chẳng có ai mà gọi là tự nhiên mà béo lên ngay sau 1-2 tháng gọi là tăng lên dư cân như cả. Mà đấy đều là cái quá trình tích lũy rất nhiều năm. Hoặc là các chị em thì là do một thời gian, ai mà sinh xong như chị Giang ấy, thì do một thời gian mình ăn uống bổ sung dinh dưỡng quá nhiều. Đấy, dinh dưỡng quá nhiều nhưng mà ngay lập tức thì mình chưa đào thải được hết ngay. Mà mình sẽ cần thời gian. Nên là cái giai đoạn đầu tiên giảm cân thì cái cân nặng nó chưa hẳn là một cái chỉ số mà đánh giá là cái hiệu quả đâu. Mà nhà mình sẽ cảm thấy là cái cơ thể của mình nó có cái sự săn chắc,
Và thực sự là từ ngày mà em giảm cân là em cảm thấy rất là tự tin và truyền cảm hứng cho rất nhiều các chị em ở trong nhóm. Ví dụ như là trong nhóm em có chị Ngân Nguyễn sinh xong và bây giờ cũng gần như về lại vóc dáng ngày xưa luôn. Sinh xong thì bạn chị đang được khoảng 4-5 tháng thì về lại vóc dáng như ngày xưa. Hay là có chị Thơm, cũng là nhóm của chị Ngân, cũng là giáo viên và trước là không mặc được những cái váy rất là đẹp. Nhưng bây giờ thì chị mặc vừa được tất cả những cái váy ngày xưa. Đấy là một cái điều em cảm thấy rất là vui. Xong lại có một chị nữa là chị Phượng. Chị Phượng thì sinh xong bây giờ còn về luôn cả vóc dáng thời con gái luôn. Mà ai cũng khen xinh, mặt mũi là mụn miếc là biến hết luôn. Cảm thấy rất là thích với những cái dòng sản phẩm mà giảm cân nó lành mạnh. Và thực sự là nhà mình cứ hình dung là em là 10 năm trải nghiệm trong cái cảm giác là mình bị thừa cân và đi đâu cũng rất là tự ti. Thậm chí là ngày xưa em nhớ là có những bạn bảo em là ôi, tớ rất là thích chơi với cậu nhưng mà cậu mà gầy tí nữa thì tớ lại thích hơn. Thắng ơi, cuối cùng nhá. Cuối cùng chị muốn hỏi là em giảm cân trong bao lâu thì đạt được cái hiệu quả đấy? Khi mà em tích cực giảm cân thì đâu đó chỉ trong khoảng là 2 tháng rưỡi thôi chị ạ. Tức là suốt cái thời gian Covid đấy thôi là kiên trì gần như ngày nào cũng tập luyện. Thì là bây giờ em giảm được cái cân như thế thì lại quay về cái trạng thái duy trì thôi. Tức là đấy. Cái thời gian đó là em hay 2 cốc một ngày đúng không? Đúng rồi, đợi cái bắt đầu sử dụng em thay 1 cốc, sau đấy thì khoảng độ 10 ngày đến 10 ngày thì em sẽ tăng lên 2 cốc, tức là để cho cơ thể của mình làm quen, cái dạ dày của mình cũng sẽ làm quen ấy. Chứ đột ngột mà thay 2 cốc ngay thì sợ là mình lại bị cái thể tích dạ dày nó sẽ bị kiểu nó không chưa đáp ứng được ấy. Đấy. Sơ thì em uống mấy cốc? Sơ thì em thường là em sẽ uống 1 cốc, nhưng mà ví dụ như là em uống theo cách là em pha ra một cái chai to. Ví dụ như khoảng 500ml, xong đấy thì mình uống dần. Đấy, thì chứ không phải là em uống 1 cốc luôn vào buổi sáng, bởi vì em cũng có tiền sử là bị đau dạ dày. Nên là em sẽ không uống vào buổi sáng sớm luôn, mà em sẽ uống nhấm nháp trong ngày luôn ấy. Ok, hay là những người nào mà béo nhưng mà lại tiền sử dạ dày là cũng phải dùng sơ thêm một cái khác đấy, mọi người nhá. Đúng rồi. Không phải là ai cũng sẽ dùng chất sơ Nga đầu ngày được đâu nhá. Đấy, thêm một kinh nghiệm nữa mà chúng ta phải biết để chúng ta đồng hành với khách hàng. Chúng ta phải hỏi hết xem họ có bị bệnh nền nào không, là vì thế đấy. Nếu mà chúng ta mà chỉ tập trung mỗi cái vấn đề là béo mà chúng ta không có điều tra hết những cái bệnh lý khác là dễ là chúng ta không đồng hành được với họ một cách tốt nhất trong cái hành trình giảm cân đâu. Chúng ta không chỉ bán cho họ một lần mà hãy thích là bán cho họ cả đời luôn, phục vụ họ cả đời luôn. Và biết đâu đó sau này họ đồng hành kinh doanh cùng chúng ta hay sao. Nên là chúng ta phải coi đấy như là chị ruột của mình ấy, khách hàng giống như người nhà của mình luôn. Nhất định là mình cần phải giúp được họ đạt được cái mục đích là giảm cân. Mọi người nhá, đồng hành với họ vào. Hàng ngày là phải hỏi chị ơi chị đã uống chưa, em uống rồi này. Thế là người ta nhớ, người ta uống. Đúng không ạ? Cảm ơn Hồng rất là nhiều. Em nay giải quyết được một cái câu hỏi khó cho mọi người đấy. Đấy là tại sao dùng không giảm mà lại béo đúng không ạ? Tức là tăng thì tăng nhẹ thôi, nhưng mà nhà mình nhá, khi mà giả sử như bây giờ em vẫn là hơn 50 cân, vẫn là 51 cân, nhưng mà khi mà đi ra ngoài ai cũng bảo ôi sao dạo này nhìn gầy thế hay là eo óp thế các thứ. Nhưng thực ra thì mình có phải là theo kiểu như gầy theo kiểu như là gọi là suy dinh dưỡng đâu, mà mình gầy nhưng mà mình cân nặng của mình giảm nhưng mà mình vẫn tràn đầy sức sống. Nhìn mặt em vẫn tròn trịa, không có bị móp vào. Người sợ béo là sợ bị kiểu gầy mặt quá ấy. Nhưng mà nhìn Vân Hồng trông nhìn vẫn mặt vẫn tròn trịa, vẫn xinh xắn lắm, da rẻ đẹp hơn. Đúng rồi, chị ạ, thích lắm. Rất là, nên là nhà mình tự tin, em thấy là giảm cân với Miu là cái giảm cân dễ nhất trên đời. Thực sự là chưa bao giờ thấy cái việc là kiểm soát cân nặng nó dễ như thế. Thậm chí là giả sử như có cái tháng nào mà đi du lịch hay là nhà hay có cỗ mà mình ăn uống quá đàm phát là mình biết rồi cách dùng Miu để mình kiểm soát luôn. Cảm thấy đúng rất rồi. Là thích. Hay, công nhận, kiểu quá hay luôn, quá hay luôn mọi người. Vậy thì để cho mọi người cảm nhận được cái hiệu quả nó thì em được mời thêm một vài chị nữa chia sẻ cho nó thực tế nhé mọi người nhá. Chúng ta có thể có câu chuyện này để có thể chia sẻ với khách hàng. Vừa nãy có chị nào mình giảm được 13 kg này, chị Phạm Nguyệt à, nhóm chị Phương này, chị Nguyệt còn ở đây không ạ? Nếu mà chị Nguyệt còn thì chị Nguyệt ấy giúp em với, bật mic giúp em. Không, chị ở trong đội nhóm của chị Nguyệt cơ. À, vâng, chị Phương ạ. Ừ. Vâng. Chào bảo trợ Giang nhé, chào tất cả các bảo trợ, chào các anh, các chị em, các cô chú trong gia đình nhé. Mỗi hôm nay là lần đầu tiên chị được lên sóng nên thành ra. Wow. Em là lần đầu tiên của chị. Ơi ngại. Thế đấy là... Chị xin chia sẻ câu chuyện luôn nha, sắp hết giờ của nhà mình rồi. Dạ vâng, chị chia sẻ luôn đi ạ.
Tại vì hồi đấy là mình chửa giờ hai bé sinh đôi lên 80 cân. Thế là bây giờ đến lúc đẻ xong là 78 cân cơ. 78 cân xong rồi vì sau này mình giảm dần. Mình cũng uống Miu cùng với sơ của công ty mình. Lúc đấy là được 4, mình đẻ hai bé xong được 4 tháng thì mình mới biết đến công ty mình. Tại vì lúc đấy là có chị Xuyên chia sẻ cho công việc. Thế bắt đầu mới tìm hiểu về sản phẩm với các thứ. Xong lúc đấy mới uống giảm cân. Về sau lúc đầu cân nặng không xuống được, mặt phí phình hết to ra sợ kinh khủng luôn. Mà cân nặng đấy lúc đấy mà Giang nghĩ là lúc đấy nó tầm khoảng độ 78 cân hoặc là 68 cân thì nó như thế nào rồi. Bây giờ là mình xuống còn có 50, xuống là còn 55 cân, 56 cân thì nó cứ ở mức đấy. Giờ chưa xuống được thêm, nhưng mà thế là xuống được mười mấy cân thì là tốt. Em thấy chị như thế này là đẹp rồi. Mình thì là cao 1m61 rưỡi, gần 1m62. Wow, thế này là đẹp rồi chị ạ. Này trông nhìn là em thấy về khuôn mặt đấy, em chưa nhìn được người nhưng mà em nhìn thấy khuôn mặt như này là trông nhìn rất là đẹp rồi, xinh xắn rồi. Mà thế là chị giảm được 13 kg trong vòng bao lâu ạ? 13 kg tính là từ hồi lúc bắt đầu mình uống là đến bây giờ mới giảm được 13 kg đấy. Tại mà bao lâu ạ? Chị uống là không đều ấy, là tầm một độ vào đến 1 năm đấy. Một năm. Vậy là trung bình mỗi tháng chị giảm 1 cân. Đấy. Đấy, 1 cân cũng tốt. Mà thế là do chị dùng không đều nhá. Một đấy, năm không đều đấy. 13 cân. Là, có lúc thì lại hôm thì uống buổi sáng, có hôm này đến lúc lại tầm một độ 90 giờ mới uống được. Có hôm thì lại không uống được rồi cơ em ạ. Tại vì là mình còn mãi bận cái này, bận cái kia. Cứ việc chứng là bận không, nhưng mà thành ra là không vào nền nếp được ý. Có thời gian tập tành gì không chị? Không, chả có thời gian tập tành gì đâu. Tại vì là chủ yếu là mình đang chăm con nhỏ đấy. Thành ra là đấy là do chị, một phần là chị cũng chăm con nhỏ. Nhiều lúc là mình cũng ăn thêm vặt đấy. Chứ còn nếu như ăn kiêng con bú mà được hơn đấy. Đang cho con bú mà. Không, chị thì cho bú đâu. Chủ yếu là cho con là uống sữa ngoài đấy. Mấy cả chị cho con ăn tăng thêm cả bột sách của mình đấy. À, vâng. Đấy. Thế là chị dùng thay bột Miu thì chị dùng Miu đúng không? Ừ, chị dùng Miu. Thế chị dùng, chị thay mấy bữa trên một ngày ạ? Lúc đầu thì chị dùng có 1 cốc thôi. Về sau này chị lại dùng đến 2 cốc. Xong rồi đến một thời gian vừa rồi thì lại chị ngưng, chị lại không dùng nữa. Xong rồi... Vâng. Em thấy mạng của chị Nguyệt thì như là hơi trục trặc rồi. Thì mọi người thấy là chị Nguyệt có thể là dùng không đều này, không có thời gian tập thể dục này, bập bõm này, không kỷ luật lắm đâu. Cũng vẫn ăn uống thoải mái bởi vì đang chăm con đấy, mà vẫn đạt được cái hiệu quả giảm cân. Thời gian nó có thể là dài hơn, nhưng mà cái quan trọng nhất là chị vẫn khỏe mạnh và không bị quá là mất thời gian cho cái việc giảm cân đúng không ạ? Thế là rất dùng là... tiện lắm em ạ. Dạ. Tại vì là chị là chồng đi vắng mà, tính ra là mình lại 2 con nhỏ, 3 con nhỏ. À, thì nhiều lúc có cái đấy là tiện, mình đỡ vất vả hơn mà chăm con cũng đỡ hơn, con dạ cũng vâng. Khỏe mình cũng đỡ. Dạ vâng. Chị có giúp được ai giảm được cân được giống như chị chưa? Chị cũng có rồi, nhưng mà có một cô ấy cũng ở gần nhà mình, cô ấy là cũng bị tăng cân. Xong rồi vì sau này chị tư vấn cho cô bảo là, chị cũng bảo cô là chức năng gan của cô kém mà cô lại bị mười mấy năm rồi, tại vì cứ bị béo bụng. Cô bảo là bây giờ chức năng gan của cô kém, cô phải uống cái bột Miu Mì Sơ. Thì chị cũng tư vấn một Miu Mì Sơ cho cô đấy. Thì cô đấy uống, cô cũng giảm cân, nhưng mà bây giờ thì cô ấy thấy giảm đỡ rồi, cô lại không dùng nữa. À đấy. Giảm được tại giảm vì là... cân, giúp người ta giảm được cân là tốt rồi. Tại vì cô ấy nhìn vào mình ấy. Dạ. Giang ạ, cô ấy nhìn vào mình ấy, cô thấy là mình giảm cân là cô ấy. Em thấy các chị là... thật sự các chị đang bị, tức là từng béo phì nhá. Mà người khác nhìn thấy, mà đến khi mình giảm cân á, là nó là một cái minh chứng sống gọi là thực tế nhất, không cần đấy. Phải nói nhiều, cứ nhìn em ra đây, đúng không? Đấy, giải quyết vấn đề của mình đi, hãy đi giải quyết vấn đề mọi người. Bây giờ mình còn đang béo thế thì giải quyết được cho ai đúng không? Đấy, cô cứ vài hôm cô nhìn thấy mình, cô bảo, ớt sao đợt này mày lại gầy hơn, mà vâng, cháu đợt này đang dùng cái này.
Thế là thành ra cô từ đấy cô giúp đỡ cô mới dùng theo. Dạ vâng. Mà em có một kinh nghiệm như này nha mọi người nhá, là mọi người cần phải chụp trước và sau khi mọi người giảm cân. Từ cái lúc mình giảm cân là mình hãy chia sẻ luôn cho mọi người đi. Là đây cân nặng của tôi như thế này nha, vòng bụng của tôi như thế này nha, chụp hết các cái chỉ số lên, chụp cân nặng lên, chụp cả vóc dáng của mình lên, để cứ sau một tháng mình lại có một sự so sánh. Và trong suốt cái quá trình giảm cân đấy, chúng ta nên có những cái video mà chúng ta kiểu như là quay lại ấy, quay lại để là mình dùng cái gì á. Thì khi mà mình đạt được cái cân nặng thành công rồi ấy, đạt được cái mức cân nặng vừa phải rồi, thì lúc đấy mọi người đã nhìn thấy cả một cái hành trình mình dùng cái sản phẩm này để mình giảm cân. Chứ lúc đấy mà mình giảm được cân, nhưng mà khi đó mình mới nói là tôi dùng Wellness đấy, thì mọi người cũng chưa tin lắm đâu. Mọi người sẽ cũng không tin tưởng lắm. Vì một cái người đẹp mà nói mình dùng cái này, nhiều khi nó chỉ mang tính chất là quảng cáo, giống như là các nghệ sĩ ạ. Họ chưa chắc là họ đã dùng đâu, nhưng vì họ sáng đẹp nên là được một cái bên thứ ba nào đó mời họ nói như vậy thôi. Chứ còn cả quá trình thì mình không biết là họ có dùng hay không. Nên là chị em nhà mình là nên làm thêm cái đó nữa. Và trong quá trình mà chăm sóc khách hàng là phải nhắc hàng ngày luôn. Bảo họ chị uống chưa, chị nhớ uống, chị nhớ chụp cho em nhé. Kiểu như vậy. Để mình kiểm tra được là họ có dùng. Thì chắc chắn là cứ đồng hành như vậy thì mọi người sẽ giảm được cân thôi. Họ sẽ giảm được cân thôi. Em cảm ơn chị Nguyệt, chị Phương. Em cảm ơn chị Phương đã chia sẻ nhá. Ở đây có một chị là chị Loan Phương này, cũng giảm được 12 kg luôn. Thì mọi người có muốn nghe chị chia sẻ không? Và chị có đang ở trong Zoom ạ. Nếu mà có thì em xin mời chị thêm nốt chị Loan chia sẻ nữa. Mọi người nhá. Chị Loan có ở đây không ạ? Đây chị đây. Vâng. Xin chào Hồng Giang, chào cả nhà. Dạ vâng, em chào chị Loan. Cảm ơn Hồng Giang để cho chị chia sẻ. Dạ. Chị xin tự giới thiệu, chị là Loan. Chị sinh năm 82, chị ở Quốc Hà Nội ấy. Thì chị vừa mới sinh xong em bé được 17 tháng. Đến lúc đầu là chị chưa dùng sản phẩm của mình đâu. Có như 6 tháng đầu tiên là chị cũng dùng theo cái sữa của bà bầu sau sinh. Thế mà để sinh xong được 6-7 cân. Mà 6 tháng đầu là mình cứ dùng theo sữa bầu kia, mà coi như là lúc thì giảm, lúc thì tăng. Còn nếu mà nó giảm nó chỉ có giảm độ 2 cân thôi, xong nó lại tăng độ 64 cân, xong lại lên 67 cân. Khi biết sản phẩm của mình là thì bắt đầu mình dùng cái sản phẩm của mình coi như là từ lúc sinh xong được 6 tháng này, bắt đầu dùng là đến bây giờ coi như được 6 tháng đầu chị giảm được 12 cân luôn. Wow. 6 tháng đầu tiên. Thế còn từ lúc đến giờ là chị cũng không muốn giảm nữa, vì giờ chị là còn 53 cân, 54 cân, cứ mức đấy thôi. Thế chị không muốn giảm nữa, chị uống theo duy trì. Yeah. Thì là chị cứ trước khi đi ngủ chị dùng, hoặc là sáng đánh răng rửa mặt xong là uống chất xơ, xong mình uống một cốc bột này, hoặc ăn một chút gì đấy như thế là quả chuối hay là khoai lang hay là cái gì đấy nhẹ nhẹ thôi. Chị chia sẻ cái thực đơn mà cái 6 tháng mà chị giảm cân đấy đi ạ. 6 tháng đầu tiên là chị sáng ra chị đánh chị dùng một cốc sơ, xong nửa tiếng sau chị dùng một cốc new cốc sách. Rồi sau đó chị độ nửa tiếng sau thì chị uống cái gói gói viên bách. Là chị cho con bú thì chị vẫn ăn uống bình thường, và trước khi đi ngủ chị dùng một cốc nữa, cốc sách nữa. Ừ. Còn chị vẫn ăn uống bình thường, không giảm. Vì là chị vẫn phải cho con bú mà. Đúng rồi. Đó. Hay quá. Thế 6 tháng đầu tiên chị đã giảm về 12 cân rồi. Lúc đầu ai nhìn cái mặt chị, cái người chị nó to phinh phính á. Coi như là nhóm chị ai cũng biết là cái mặt của chị nó là mấy lần tầng cằm luôn cơ. Hay quá. Như này cái thực đơn của chị Loan ấy cũng có thể là chúng ta nên ghi lại, để chúng ta sau này có những bà bầu muốn bà mẹ sau sinh muốn giảm cân thì cũng nên thế. Như em thì khác, sau khi mà em sinh xong là em tăng 10 cân, thì lúc này em thấy là cái mà em ăn nhiều nhất là cơm. Một ngày em ăn phải 2-3 bát cơm, tại vì cái thời điểm em thiếu sữa, em thấy ăn cơm nó ra nhiều sữa. Thế là cứ cơm em nã một ngày, mỗi bữa khoảng 2-3 bát mọi người nhá. Ê, nếu hôm nào mà ăn ít hơn là thấy đói đấy.
Xong rồi là còn chưa hết đâu nhá, em còn ăn cháo nữa. Ngoài cơm ra em còn ăn cháo. Tức là em mới đầu em ít sữa mà, cứ mỗi lần em cho con bú là em sẽ phải một tô cháo. Mới bảo sao ôi mẹ ơi sao mà nhiều thế. Nhưng một lúc sau cũng hết à. Một lúc sau cũng hết. Lần nào cũng thấy nhiều nhưng một lúc sau hết. Tức là một ngày em phải ăn một nồi cháo mà mình em cũng hết. Mẹ em bảo mẹ em cười, mẹ em bảo chứ không nghĩ là con này là ăn được nhiều thế. Thế nên mẹ em mới tăng chứ, em tăng cân chứ. Thế xong em thấy là sau 3 tháng thì em không thấy sữa tăng mà em thấy cân em cứ tăng. Em bảo thế này thì không ổn rồi, nếu mà mình ăn nhiều mà nó ra sữa thì mình sẽ ăn nhiều, nhưng nếu như nó không ra sữa nữa mà nó chỉ ở mức này thôi, chứng tỏ là mình phải 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 kiềm chế cái việc ăn uống lại. Thì cái mà em giảm ở đây là em giảm cơm, còn rau và thức ăn thì em ăn thoải mái tại vì mình đang cho con bú mà. Thì khi mà em giảm cơm này kết hợp với lại những bữa phụ thay vì em ăn cháo thì xem là em chỉ đơn giản là em thay bằng bột sách thôi. Ngày ngày đó thì cũng chưa có chất xơ đâu, khi em giảm cân thành công rồi thì mới có chất xơ. Vậy là chỉ trong vòng 3 tháng thôi là em giảm được khoảng đâu đó khoảng tầm 10 cân đấy, 3 4 tháng 4 tháng em giảm 10 cân đấy. Đấy. Thì mọi người cũng có tham khảo về thực đơn của chị Phương nhá, Chị nha, chị chị rất ấn tượng của sản phẩm của mình, coi như là dùng cái sản phẩm của mình mà sữa vẫn căng, vẫn vẫn đầy sữa nha. Thế mà chị dùng cái sữa của bà bầu trước, coi như là sữa nó không không được nhiều sữa như của sản phẩm của mình đâu. Thế mà chị ấn tượng nhất là cái thời con gái, hoặc là những cái thời mà chị chưa béo đến cái mức 6 7 cân ấy, cứ bình thường chị chỉ 5 2 cân thôi, nhưng cái bụng của chị lúc nào cũng to, cái vòng bụng to lắm. Nhưng mà bây giờ 53 54 cân mà cái vòng bụng nhỏ hơn rất là nhiều so với những cái thời mình chưa có bầu hay chưa gì đấy. Mà lòng eo của chị giảm được bao nhiêu centi ạ? chị không biết, nhưng mà mặc quần hoặc mặc áo gì nó rộng thùng thình ra, mà trong khi đó lại nặng 2 cân, hơn 2 cân thì chết. À. Con chắc Chị mặc size gì ạ? chị đang mặc size M. Size M. Thế trước đây chắc phải XXL đấy chị nhỉ? Chắc là đi chọn quần áo ai cũng sợ thôi, chọn cả ngày chả được cái bộ quần áo nào. Hay quá. Hẹn cảm ơn chị Lan Phương đã chia sẻ nhá. Cảm ơn em nhé, cảm ơn Em cả thấy nhà. hệ thống mình giảm cân thành công quá. Bao nhiêu người đăng ký nhưng mà thời lượng chợ có hạn thôi nên em chỉ phỏng vấn được từng đấy người thôi. Còn bây giờ chỉ xin thêm mọi người 2 phút nữa thôi mọi người nhá. Thế thì ngày hôm nay chúng ta đã học về giảm cân rồi. Vậy thì áp dụng luôn đi, thực hành luôn mọi người nhá. Việc chúng ta hôm nay là inbox cho tất cả những người xung quanh, nói với họ rằng là anh chị ơi, anh chị có biết ai mà thừa cân không? Em biết một cách mà giảm cân không cần dùng thuốc, không cần phải tập luyện thể dục thể thao vất vả. Đấy, chỉ cần ăn uống khoa học dinh dưỡng thôi. Đấy là có thể giảm cân được rồi. Và có em nhất rất nhiều người làm theo cái phương pháp này đã giảm cân. Đồng nghiệp bạn bè em rất là nhiều người đã giảm cân thành công rồi. Nên là anh chị biết ai thì làm phúc giới thiệu cho em, giúp đỡ họ, giới thiệu cho em đi. Mọi người có thể là đăng ở trên cái trang Facebook của mình như thế để mọi người có thể là hút được những cái khách hàng mà người ta chủ động tìm đến mình. Còn trong mối quan hệ của mình nếu như mà chưa có ai thì mọi người hỏi như vậy nhá. Cả ngày hôm nay chúng ta chỉ tập trung vào cái việc đấy là phục vụ cho những người mà gặp vấn đề về béo phì thôi. Còn những người mà không béo phì thì sao? Đúng không? Mọi người có nên tặng không? Cũng nên tặng. Biết đâu một ngày nào đó họ cần đúng không ạ? Một là một thời điểm khác họ bị tăng cân, họ muốn giảm. Hoặc là sau này họ có con dâu, có con rể gì đấy, béo phì, họ nhớ đến mình. Đúng không? Chị em mình còn làm công việc này lâu dài, 5 năm, 10 năm nữa ở đây đầy người có con dâu, con rể hoặc là khách hàng chúng ta thế. Chúng ta học được cái gì chúng ta cứ cho đi ạ, thực hành đi. Đúng không ạ? Cái thứ hai là doanh số đầu tháng thì thực sự cũng muốn tặng mọi người cái kinh nghiệm làm doanh số đầu tháng của em. Em chỉ đơn giản là người thành công làm như thế nào thì em làm như vậy. Người thành công người ta ngày mùng 1 đầu tháng người ta cứ 1.000, 2.000 PP. Thì em muốn thành công như họ, em cũng chỉ đơn giản là em học và làm theo họ thôi. Và hình như là họ làm như thế, họ họ cứ may may ý. Em thấy con đường thành công của họ rất là nhẹ nhàng. Họ tăng trưởng chức danh liên tục, họ nhận tiền thưởng liên tục ấy. Mọi người cứ thấy mọi người, họ các anh chị mà nhận tiền thưởng mà cứ cộng 1 triệu, cộng 3 triệu, cộng 7 triệu không? 7 triệu tiền thưởng không? Thu nhập của họ lên tới mười mấy, 20, 30, thậm chí là lên tới 80, 100 triệu luôn. Và hình như là họ làm doanh số đầu tháng tốt, họ có đơn hàng to thì họ rất là may mắn.
Vậy thì trước khi mà em tiết lộ cái công thức mà để em có thể bán được 1.000 BB ngày mùng 1 thì mọi người có thể comment vào cái cho em một con số may mắn mà mọi người muốn được không? Nếu như mọi người muốn may nhiều thì mọi người bán nhiều, mà muốn may ít thì bán ít. Vậy mọi người muốn may như thế nào? Mọi người muốn một con số như nào? Mọi người comment cho em. Những người thành công là người ta toàn 1.000 BB trở lên đấy. Còn là tối thiểu là 500. Mọi người muốn may nhiều thì mọi người bán nhiều thôi. May nhiều thì bán nhiều, mọi người nhá. Wow. Mọi người ai cũng thích may nhiều này. 1.000 BB. Chị Nguyệt 800. Chị Trần Mận 1.000. Wow, mọi người comment nhá. Tất cả 500 anh chị em comment cho em. May nhiều thì bán nhiều, may ít thì bán ít. Và những người thành công thì người ta thường là 1.000. Còn không tối thiểu là 500 BB, mọi người nha. Ui, chị nào 1.500 đây? Thắm 1.500 BB luôn. Chị Hằng 900. Thế thì trong lúc này em sẽ chia sẻ cái công thức làm doanh số đầu tháng của em. Thứ nhất là bao giờ em cũng nghiên cứu những cái sản phẩm hot về mỹ phẩm ấy của công ty. Sau đó em lưu lại. Và việc của em là liên hệ với tất cả các cái danh sách khách hàng của em. Từ trước nay họ mua hàng, em chỉ đơn giản là thứ nhất là em sẽ nghĩ rằng là biết đâu đó họ đang cần. Và em gửi cho họ là anh chị ơi, biết đâu đó các anh chị lại đang cần cái sản phẩm này. Mà công ty em lại đang có sale ấy, có chương trình sale rất là hot. Thì chị xem chị cần sản phẩm nào thì chị báo em. Và bằng cách đó Giang cũng thu được khá cái đơn hàng từ cái việc bán mỹ phẩm. Đâu đó Giang sẽ đặt mục tiêu bán khoảng tầm 200 BP đến từ mỹ phẩm mọi người nhá. Đấy cái nhất. Cái thứ hai là gia đình mình tiêu dùng. Về riêng về wellness gia đình em thì nhà em dùng này, bố mẹ đẻ em này, bố mẹ chồng em dùng này. Thật sự nó cũng phải tiêu tốn lên cỡ 300-400 BP đấy. Thì theo nhu cầu của nhà mọi người và theo điều kiện của mọi người thôi. Thì cái thứ hai là sẽ đến từ việc mình tiêu dùng thì mọi người sẽ tính toán xem là một tháng nhà mọi người tiêu dùng đơn hàng khoảng bao nhiêu. Nó sẽ rơi vào khoảng tầm bao nhiêu điểm. Ví dụ là khoảng tầm 50, 100, 200, 300 thì mọi người ghi ra. Cái phần còn lại là chúng ta sẽ đặt mục tiêu là tư vấn wellness. Và chúng ta nên chọn những cái vấn đề bệnh lý mà chúng ta hiểu rõ. Ví dụ như là riêng việc mình bán mỹ phẩm mà mình dùng nó đã rơi vào khoảng tầm 300-400 BP rồi. Thì còn lại là 600 BP đúng không ạ? 600-700 BP. Thì chúng ta sẽ phục vụ từ 2 cho đến 3 khách hàng dùng combo Genet. Một là chúng ta sẽ chăm sóc khách hàng cũ dùng Genet mọi người nhá. Bằng cách là chúng ta dùng và chúng ta sẽ chụp ảnh lại chúng ta dùng để chúng ta nhắc họ. Và nhiều khi là đúng lúc đấy họ đang hết ý. Thì họ sẽ đặt thêm, ví dụ như những khách hàng mà dùng những sản phẩm như là omega 3 này, canxi này, họ đang hết là họ sẽ đặt thêm. Cái thứ hai là chúng ta sẽ tư vấn, ví dụ như hôm nay là bệnh béo phì đúng không ạ? Hãy đặt mục tiêu bán cho một người, tự giúp cho một người béo phì dùng wellness đi ạ. Dùng combo wellness đi là chúng ta có một combo rồi. Những ngày sau, những anh chị khác người ta sẽ hướng dẫn mọi người cái cơ chế bệnh khác. Hoặc là những bệnh mà mọi người đã rất là tự tin, mọi người giải quyết cho khách hàng rồi. Thì mọi người giải quyết thêm hai, giúp cho hai khách hàng nữa biết đến Wellness, vậy là nó rơi vào khoảng tầm 3 combo. Là như vậy là mọi người sẽ đạt được một mục tiêu. Còn một cách nữa nhá, còn một cách nữa để chắc chắn là mình đạt mục tiêu, đấy là mình hãy tận dụng nguồn lực bằng cách đấy là nhờ người khác bán hàng. Ví dụ như hôm qua em nghe cô Khuyên đấy, cô Khuyên cô ấy, làm 5 tháng cô mở gôn ấy là cô cũng dùng cái cách đấy là nhờ người khác bán hàng giúp. Với những cái sản phẩm như là mỹ phẩm ấy ạ. Giống như mỹ phẩm là cô nhờ người khác bán hộ và cô chờ đến cái ngày khoảng tầm 28, 29 là cô thu đơn của những người bán hộ thôi. Là cô cũng đã có thêm một cái nguồn BB rất là nhiều từ những người bán hộ rồi. Thì mọi người hãy tận dụng cái nguồn lực thứ ba là những người bán hộ mọi người nhá. Thì như vậy là tổng kết lại này, một là tự chúng ta bán những sản phẩm tiêu dùng cho những cái khách hàng hiện tại. Hai là chúng ta tận dụng cái nhu cầu tiêu dùng của gia đình mình. Ba là chúng ta sẽ phục vụ cho khoảng tầm 2 đến 3 khách hàng đang có vấn đề béo phì này, tiểu đường này, xương khớp này. Hay là bất kỳ một cái bệnh lý nào mà mọi người tự tin, khoảng 3 khách hàng như vậy. Và 4 là chúng ta nhờ người khác bán hộ, được chưa ạ? Thì đó là tất cả những cái bài học mà sáng nay chúng ta đã cùng đồng hành và học tập với nhau. Và quan trọng nhất là phải áp dụng và hành động một cách mạnh mẽ mọi người nhé. Cuối cùng là Giang muốn nhắc mọi người là doanh số đầu tháng chính là cái chìa khóa để quyết định phần lớn sự thành công nhà của chúng ta. Có một tuần để mọi người có thể cùng làm doanh số đầu tháng ấy. Vì thế thì mọi người hãy làm hết mình cái doanh số đầu tháng thật là tốt cho tháng 6 mọi người nhé.
Mọi người hãy nhớ về câu chuyện thành công của bạn Tiến Nam ấy ạ. Làm 3 tháng lên Gold. Tháng đầu tiên bạn chỉ có 3.000 thôi. Nhưng bạn làm doanh số đầu tháng tốt. Ngày mùng 1 tháng 3 bạn đã được luôn 7.000 rồi. Cả tháng 2 bạn ấy chỉ được có 3.000. Nhưng mà ngày mùng 1 tháng 3 bạn đã được 7.000. Và cuối tháng đó bạn ấy về 21% doanh số 13.000. Và bạn đã lại chuẩn bị doanh số đầu tháng tốt. Ngày 1 tháng 4 bạn được 14.000 luôn. Làm 1 tháng là vượt cả tháng trước. Làm 1 tháng là bằng làm 1 ngày bằng cả bằng vượt cả tháng trước luôn. Và tháng 4 bạn mở gold luôn. gần như là Nam rất là ý thức là cái doanh số đầu tháng là cái quyết định bạn ấy thành công nhanh, thành công nhàn, thành công một cách vượt bậc luôn. Nên là bạn ấy gần như là bạn ấy giống như kiểu là tôi có thể vào trong tháng tôi cứ đủng đỉnh tôi làm, nhưng mà riêng cái ngày cuối tháng này là tôi làm hết sức, tôi làm hết mình luôn. Cho nên là bạn ấy thành công rất là nhẹ nhàng. Vì thế thì mọi người hãy thật sự đây là cái sự thành bại của chúng ta, cái sự nhàn của chúng ta, sự thành công nhanh của chúng ta là nó quyết định ở cái thời điểm này đấy mọi người ạ. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều, mọi người có thể bật mic lên chúng ta chào nhau mọi người nhé. Và chúc nhau một ngày tràn đầy năng lượng và ngày hôm nay ai cũng qua đơn hàng của tháng 6 luôn. Cảm ơn Giang rất nhiều. Cảm ơn Giang rất nhiều nha. Chúc cả nhà ngày năng lượng nha. Cảm ơn.